chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mình là ngôi nhà mơ ước bộn. Việc kinh doanh xây nhà để bán không phải là một cái công việc kinh doanh nó quá xa lạ với mọi người, phải không các bạn? Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái mẫu nhà mà gia chủ cắt chiêu và hoàn thiện từng cái chi tiết một để xây bán các bạn. Mẫu nhà mà mình giới thiệu trong cái video này có cái chiều rộng là 5m và cái chiều dài là 15m, và tổng cái diện tích đất đó chính là 5x20. Đây chính là một cái mẫu nhà cấp 4 mà nó hoàn thiện và mức độ chỉnh chu rất là cao các bạn. Có cái phần cái cổng và cái hàng rào ở phía trước là 5m. Cái phần khoảng sân thì được lát gạch thảm cỏ 50-50. Và từ cái phần sân đến cái phía sau đó chính là cái nhà chính. Bây giờ xin mời các bạn cùng mình tham quan cái mẫu nhà cấp 4 kinh doanh này nha các bạn. Có thể nói việc lưu thông gió và ánh sáng của ngôi nhà này rất là tốt các bạn. Khi mà mình đứng tại cái khoảng sân này đó, gió và ánh sáng nó ngập tràn vào trong cái ngôi nhà luôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ bước vào bên trong. Cái phần cửa là bốn cánh là cửa sắt sơn tĩnh điện màu trắng. Mặt tiền thì được ốp gạch 60-60 các bạn, tạo những cái quen bằng cái gạch đỏ, và cái chân cũng là gạch đỏ luôn, tạo một cái điểm nhấn cho mặt tiền là rất là dễ thương. Từ cái phần xeno trở lên cái mặt tiền thì cũng được ốp gạch chỉ luôn các bạn, tạo nên một cái cảm giác hoàn thiện rất là cao, rất là chỉnh chu ở cái mẫu nhà cấp 4 này. Cái vị trí mình đang đứng đây là cái phòng khách nè các bạn. Cái phòng khách này rộng là khoảng 5m, được ốp gạch cao lên 1,5m các bạn, và tạo một cái điểm nhấn là cái viên gạch chỉ ở trên đó chính là cái màu đỏ. Gạch ốp là 30-60 các bạn. Cái tông màu của gạch ốp đó chính là cái tông màu màu vàng các bạn. Có một cái viên gạch điểm nhấn rất là dễ thương, và cái viên gạch điểm này nó nhấn tại một số vị trí thôi chứ không phải là chạy suốt luôn toàn bộ ngôi nhà, tạo nên một cái điểm nhấn rất là mới lạ. Gạch nền nó thì được lát là gạch 60-60, gạch trắng vân giả đá mây bồ màu ghi rất là sáng các bạn. Còn trần thì được đóng trần gạch thạch cao dược cấp, tạo một cái điểm nhấn tại cái phòng khách này bằng những cái đèn chùm, tạo một cái cảm giác rất là hoàn thiện và rất là dễ thương cho cái phòng khách. Cái lối đi thì rộng 1m2 các bạn. Bây giờ mình đang tiến vào cái khu vực hai cái phòng ngủ và cái khu vực bếp và cái hai nhà vệ sinh ở phía sau. Phòng ngủ thì cũng được ốp gạch cao lên 1,5m luôn nha các bạn, gạch 30-60. Cái việc phối cái màu gạch của cái nhà này thì đã giống nhau toàn bộ cho tất cả những cái công năng nha các bạn. Trần phòng ngủ thì cũng được đóng trần thạch cao, từ cái phần gạch ốp trở lên đó thì sơn với một cái tông màu xanh nước biển, tạo một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng. Nhà cấp 4 này được thiết kế là hai phòng ngủ nha các bạn. Cái khu vực bếp, phòng ăn và nhà vệ sinh thì sẽ được đặt ở phía cuối của nhà này. Và cái điểm mà mình cảm thấy rất là thích ở nhà này là cái gia chủ dành một khoảng sân ở cái phía sau là 1m, giúp cho việc lưu thông gió, ánh sáng của cái ngôi nhà này đến từ phía sau nó được tốt hơn. Bếp thì cũng được thiết kế rất là đơn giản các bạn, bếp chữ L vừa đủ cái khoảng cách để mà mình nấu nướng và giúp cho cái khu vực phòng ăn nó được rộng hơn. Tại cái vị trí phòng ăn thì cũng được đóng trần thạch cao nha các bạn. Và trần thạch cao thì tạo một cái điểm nhấn bằng một cái màu sơn rất là dễ chịu. Cái nhà vệ sinh thì được đặt cái phía cuối của nhà này. Nhà vệ sinh thì cũng được ốp gạch cao lên 1m8, cũng là cái gạch 30-60. Từ cái gạch ốp trở lên thì vẫn sơn với một cái màu xanh nước biển. Về việc sử dụng cái tông màu của cái nhà này nó cũng rất là nổi bật, các bạn sử dụng những cái tông màu có thể nói là rất là sáng, từ cái phần gạch nền cho đến cái gạch ốp và cái màu sơn phối hợp với nhau thì tạo nên những cái điểm nhấn phía trong nội thất cho cái ngôi nhà này. Cái vị trí mình đang đứng đây là cái phòng khách mà mình đứng mình nhìn ra cái phần cái khoảng sân phía trước các bạn, rất là rộng thoáng và lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt.
Và trong video này mình cũng khuyên mọi người là đối với những cái nhà mà ở khu dân cư á, thì khi xây dựng là mình tốt nhất là mình chừa cái phần cái khoảng sân trước và cái sân sau, giúp cho việc lưu thông gió và ánh sáng đến từ cái phần cái phía trước và phía cuối của cái nhà này được tốt hơn. Vì mình không thể lưu thông gió và ánh sáng từ phía bên trái và bên phải nhà được, vì đây chính là nhà ở khu dân cư. Và nếu như mình bỏ qua cái yếu tố này thì ngôi nhà của mình khi xây dựng xong nó sẽ rất là bức bí và rất là tối, và mình sẽ cảm thấy rất là tiếc. Nhà cấp 4 là không sử dụng những cái vật liệu trang trí nội thất đắt tiền, nhưng mà tổng thể của nó tạo ra một cái cảm giác rất là gần gũi, và những cái công năng ở bên trong thì nó cũng đầy đủ để giúp cho mình sử dụng cơ bản cho một cái gia đình trẻ hoặc là một gia đình hai thế hệ sinh hoạt trong cái nhà cấp 4 này. Phần Sido thì được đúc Sido nha các bạn, từ cái phần mà Sido trở lên trên đó thì xây thùng cũng được ốp gạch luôn. Từ cái phần mà Sido để trở ra phía sau đó chính là lợp tôn một mái. Mình cảm thấy cái nhà này nó cũng rất là có duyên các bạn, từ việc lựa chọn vật liệu cho đến phối vật liệu và phối cái bào sơn rất có duyên và rất là đẹp, và mình cũng có cái cảm giác rất là thích cái nhà này. Vì việc trang trí nội thất cũng không có sử dụng quá nhiều những cái vật liệu đắt tiền, nhưng mà tổng thể của nó tạo nên một cái hiệu ứng rất là đẹp. Cái vị trí mình đang đứng đây đó chính là cái mặt bên của nhà cấp 4 này nè nha các bạn. Có thể nói là cái mặt bên của nó rất là dễ thương, và cái độ hoàn thiện của nó cũng rất là cao. Và gia chủ này cũng rất là khéo léo, ở cái mặt bên trái và bên phải cũng tiến hành thực hiện sơn màu luôn nha các bạn. Sau đây mình cũng chia sẻ một phần mà bà con mình rất là quan tâm về cái giá xây dựng của một cái nhà cấp 4 này như thế nào. Thì mình chia sẻ về cái phần cái nhân công á, thì nó sẽ dao động từ 1 triệu cho đến 1 triệu 2 một mét vuông nha các bạn. Còn về phần hoàn thiện thì tùy theo mình sử dụng cái vật liệu trang trí nội thất nó có nhiều hay không, cái nó có đắt tiền hay không, thì cái giá thành xây dựng của mình nó có thể tăng lên nhiều hoặc là ít. Cái điểm mà mình cảm thấy rất là khen ở gia chủ nhà này là lựa chọn cái vật liệu mình cảm thấy rất là thích, rất là hài lòng, là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là về việc chỉnh chu tất cả những cái công năng rất là hài hòa, từ cái phần sân trước và sân sau và cái phần cái nội thất ở bên trong đều, mọi thứ nó đều đâu vào đó và nó rất là chỉnh chu, độ hoàn thiện rất là cao. Cái điểm mà mình cảm thấy khen ở cái gia chủ nhà này là cái việc trần, đầu tư cái phần trần là đều đúng trần thạch cao hết, chứ không phải là trần Lima. Thì ở nhiều video trước nói về cái phần trần thì mình cũng khuyên mọi người là mạnh dạn đóng trần thạch cao, thì cái độ hoàn thiện của nó rất là cao và nó giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên sang trọng hơn, cứng cáp hơn và tăng giá trị ngôi nhà của mình lên cao hơn. Để giúp cho cái ngôi nhà cấp 4 này nó đầy đủ công năng như là một nhà cấp 4 bình thường á, thì cái phần sảnh phía trước được giả sảnh nha các bạn. Cái chiều rộng của cái sảnh là chỉ là 5 tấc thôi. Cái phần sảnh thì được xây cái cánh gà giúp cho cái ngôi nhà này nó có cái mặt tiền được đẹp hơn. Nếu như mà không có cái phần sảnh này thì ngôi nhà này nó sẽ trở nên rất là thiếu công năng nha các bạn. Cái điểm mà mình cũng cảm thấy khen cái gia chủ này là về cái phần cái khoảng sân cái phía trước á, cái phần tường xây bao phía bên trái và bên phải cũng tạo những cái điểm nhấn bằng những cái hộc trang trí rất là dễ thương, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên có cái điểm nhấn nhiều hơn. Để xây dựng được một cái ngôi nhà mà nó hoàn chỉnh như thế này đó chính là niềm mơ ước của rất là nhiều bà con mình, mà phải không các bạn? Hy vọng thông qua cái video mà mình đã chia sẻ nhà cấp 4 ở khu dân cư gửi đến bà con cô chú bác và anh chị có thêm sự lựa chọn và sự tham khảo về một cái mẫu nhà có cái chiều rộng mặt tiền là 5m và cái chiều dài là 15m, gửi đến bà con cô chú bác và anh chị có thêm sự lựa chọn và sự tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.